Ừ, yên tâm rồi thầy ơi. Rì dính thằng mua thầy. À, hôm nay em tròn 18 tuổi. Bữa trước em về quê cái em bị mấy bạn chèo. Chèo em đi đâu? Dạ, chèo em dân nhà quê. Ừ, hôm nay em về nhà thăm gia đình hay sao? Dạ, em về em tổ chức sinh nhật của nó anh. Thế Thiên có sở thích gì không? Dạ, em có sở thích bóng đá. Ừ, nhà mình đang có cái trò chơi thử thách bóng đá. Nếu mà kia tiêu ấy, thì Thiên có muốn thử thách không? Dạ có. Không ai là mình phải cắt theo kiểu đấy nhá. Dạ, đừng trong bộ lô tê ly là được thôi. Lần học nghề trước em có về thăm gia đình nhưng bị bạn bè chê là quê mùa. Thử thách phóng phi tiêu lần này mình sẽ bịt mắt Kiên, và Kiên là người may mắn khi ném trúng tâm và đương nhiên sẽ được thiết kế một kiểu. Mình sẽ thay đổi cho Kiên bằng một diện mạo mới, hy vọng kiểu này sẽ không bị chê là quê mùa. Còn đâu dám mơ, chiều cao thế đâu đánh lui về sau, biết mai này đã mất nhau.